cúng dường tiếng Trung sẽ nói như thế nào và nghĩa xuất của nó xuất phát từ đâu. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người, cúng ở đây có nghĩa là xuất phát từ âm Hán Việt là cung, là cung cấp, tiếng Trung là cung. Thì cái chữ này có khi đọc thành một, có khi đọc thành bốn, nhưng trong trường hợp này là chúng ta sẽ đọc thành một. Còn từ dường á thì xuất phát từ âm Hán Việt là dưỡng, dọn, có nghĩa là nuôi dưỡng. Vậy nghĩa của cúng dường là gì? Là cung cấp và nuôi dưỡng. Cung dọn là cúng dường, và chúng ta bây giờ hay gọi và cũng như đa số đều quen cách nói là cúng dường. Tuy nhiên mà chính xác cái nghĩa của nó là từ âm Hán Việt là cúng dưỡng, có nghĩa là cung cấp và nuôi dưỡng. Rồi, nếu như mà bạn nào muốn tìm hiểu chi tiết hơn nữa thì các bạn có thể lên mạng để tìm hiểu sâu hơn nữa. Và nếu như thấy video clip hay thì các bạn nhớ cho mình một follow nha. Xin cảm ơn rất nhiều.